Chào mừng mọi người đã quay trở lại với YouTube của Filmpeace. Pay yourself first, tư duy tự trả cho mình trước tiên là một tư duy không mới trong quản lý tài chính, nhưng lại ít ai thực sự áp dụng. Theo một cuộc khảo sát năm 2021 của The Balance, một trang thông tin uy tín về tài chính, thì mỗi tháng, sau khi tính toán các chi phí cần thiết, hầu hết người Mỹ chỉ còn lại ít hơn $250. Tại Việt Nam, chưa có con số khảo sát chính xác về số lượng người xây dựng được hành vi tiết kiệm hoặc là đầu tư đều đặn mỗi tháng. Thế nhưng, đại dịch Covid-19 đã hé lộ rất nhiều vấn đề về quản lý tài chính của người Việt. Ảnh hưởng của Covid vừa qua đi, chúng ta lại tiếp tục đối mặt với nguy cơ bất ổn tài chính từ làn sóng cắt giảm nhân sự trên diện rộng. Không ít người phải đối mặt với khủng hoảng vì công ty cắt giảm nhân sự, không ít người phải về quê vì không đủ khả năng duy trì cuộc sống tại những thành phố lớn. Dù khó khăn đến từ những nguyên nhân khách quan, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong rất nhiều những tháng năm làm việc trước đó, họ đã không có hành vi tích lũy để chuẩn bị cho các tình huống xấu vốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vậy thì, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tự coi bản thân là ông chủ của chính mình? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mỗi tháng chúng ta đều tự dành riêng một khoản tiền phù hợp để tự trả cho bản thân? Trong video này, Filmpeace muốn giới thiệu đến bạn tư duy tài chính Pay Yourself First, không còn nỗi lo trắng tay trước cắt giảm nhân sự, chủ động làm ông chủ trả lương cho chính mình. Pay Yourself First, viết tắt là PYF, tư duy tự trả cho chính mình trước tiên là ngay khi nhận lương, bạn tự động trích một khoản phù hợp cho bản thân để tiết kiệm hoặc đầu tư, sau đó mới phân bổ phần còn lại cho các khoản chi tiêu khác. Đây là một lối tư duy mang tính tự chủ rất cao. Thay vì ép bản thân phải tiết kiệm, phải cắt giảm chi tiêu, bạn chủ động và tự hào dành riêng một khoản tiền cho chính mình, cảm ơn công sức lao động và sự cố gắng của bản thân trong cả tháng qua. Khi áp dụng được tư duy này, bạn sẽ dần tích lũy được một khối tài sản đáng kể theo thời gian. Ban đầu, mức lương bạn tự trả cho bản thân có thể chưa nhiều, có thể chỉ là 500.000 hoặc 1 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng bạn biết không, con số khiêm tốn ấy chính là những bước đầu tiên bạn xây dựng sự vững vàng tài chính cho chính mình. Cũng giống như việc bạn tập gym hay áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh, tiết kiệm hàng tháng là việc bạn luôn nghĩ mình nên làm. Vậy nhưng vì nhiều lý do khách quan và cả chủ quan, bạn vẫn không thể làm điều đặn và hiệu quả. Tại sao lại như vậy? Trước tiên, hãy cùng Filmpeace nhìn lại khoản chi phí hàng tháng của bạn. Chi phí hàng tháng của bạn được chia làm hai khoản dưới đây. Đầu tiên là chi phí bắt buộc. Đây là những khoản chi bạn không thể không thanh toán như tiền điện nước, tiền nhà hay tiền đi lại tối thiểu. Thứ hai là chi phí tự do. Đây là những khoản chi có thể điều chỉnh như ăn uống, mua sắm hoặc các nhu cầu giải trí. Hành vi thường gặp là bạn sẽ thường chi tiêu mua sắm hết, sau đó nếu còn thừa tiền thì mới tiết kiệm. Như vậy, bạn đang để khoản tiền tự trả cho bản thân vào chi phí tự do, khoản chi vốn bị phụ thuộc bởi rất nhiều yếu tố và luôn luôn thay đổi. Với tư duy này, việc tự trả tiền cho bản thân là yếu tố đang bị xếp sau cùng. Nếu còn tiền thì bạn trả, còn không bạn cũng sẵn sàng bỏ qua. Những khoản chi tiêu mua sắm hàng tháng cứ nối tiếp nhau, khoản tiền còn dư vào mỗi cuối tháng thường không đủ cho mục tiêu tiết kiệm bạn đã đặt ra từ trước. Lúc này, bạn sẽ cảm thấy tội lỗi vì thiếu ý chí kiểm soát tài chính và tự hứa sẽ làm tốt hơn vào tháng sau. Nhưng điều đó thường không xảy ra và chu trình trên lại lặp lại từ tháng này qua tháng khác. Đó là viễn cảnh thường thấy và dễ đưa chúng ta vào khủng hoảng nếu nguồn thu bị cắt bất ngờ. Vậy còn viễn cảnh nếu áp dụng Pay Yourself First thì sao? Ở viễn cảnh này, bạn coi mình là người chủ doanh nghiệp. Khoản lương bạn phải tự trả cho bản thân hàng tháng là một khoản chi bắt buộc của công ty. Khi ưu tiên việc trả lương cho chính bản thân để tiết kiệm hoặc đầu tư, bạn đang tự nói với chính mình rằng bạn xứng đáng nhận được số tiền này vì sự chăm chỉ, nỗ lực trong cả tháng qua và đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của mình. Mặc dù tiền có thể không mua được hạnh phúc, nhưng chắc chắn nó có thể mang đến cho bạn sự bình yên trong tâm hồn nhờ khả năng giúp bạn ứng phó tốt hơn với các nghịch cảnh. Một cách cụ thể thì ở viễn cảnh số 2, tư duy Pay Yourself First sẽ mang đến những tác động như sau. Thứ nhất là về mặt cảm xúc. Thay vì cảm thấy tội lỗi vì mãi không tiết kiệm được, bạn sẽ học được cách trân trọng và cảm ơn những nỗ lực của chính mình thông qua việc tự trả lương cho bản thân hàng tháng. Thứ hai là về mặt tài chính. Trong ngắn hạn, bạn sẽ học được cách phân bổ chi tiêu sau khi đã trích ngay một khoản tiết kiệm vào đầu tháng. Về dài hạn, các khoản tiết kiệm hoặc đầu tư dần tích lũy lại để cho bạn sự vững vàng về tài chính. Điều may mắn là một khi bạn đã hình thành được một thói quen, bạn sẽ có xu hướng gắn bó với nó trong lâu dài.
tâm trí con người sẽ luôn khao khát sự tổ chức và có kỷ luật. Một khi bạn đã bắt đầu tiết kiệm hàng tháng và tuân thủ thói quen đó, bạn sẽ rất ít khi bị chệch hướng. Nếu như thu nhập mỗi tháng của bạn không đủ để chi trả cho những chi phí tối thiểu, thì chắc chắn bạn sẽ không thể áp dụng ngay phương pháp Pay Yourself First. Lúc này, mục tiêu của bạn không phải là tiết kiệm, mà là có đủ thu nhập để duy trì cuộc sống tối thiểu trước. Cùng lúc đó, bạn có thể học cách cân đối chi tiêu để thoát khỏi tình trạng thâm hụt ngân sách. Đồng thời, theo quan điểm của các chuyên gia FinPeace, bạn nên giải quyết các khoản nợ của mình càng sớm càng tốt. Nếu như bạn đang nợ thẻ tín dụng hoặc các khoản vay cá nhân, hãy thận trọng và sớm kiểm soát nó trước khi bắt đầu cam kết tiết kiệm hàng tháng. Thanh toán các khoản nợ sẽ đem đến cho bạn cảm giác tự do, nhẹ nhõm, đồng thời giúp bạn thoát khỏi áp lực đến từ tiền lãi mà bạn phải chịu. Thứ nhất, hãy xác định một con số Pay Yourself First phù hợp và mục tiêu cho khoản tiền này. Có rất nhiều phương pháp giúp bạn xác định được mức lương phù hợp mà bạn muốn trả cho chính mình. Phương pháp 50, 30, 20, 50% cho nhu cầu thiết yếu, 20% cho mục tiêu tài chính và 30% cho nhu cầu cá nhân là một ví dụ. Tuy nhiên, không có phương pháp nào là đúng và tối ưu cho tất cả mọi người. Các bạn chỉ cần xác định một khoản Pay Yourself First phù hợp với bức tranh toàn cảnh cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, việc lập mục tiêu cụ thể cho khoản Pay Yourself First cũng cần được lên kế hoạch rõ ràng. Khoản tiết kiệm đó có thể được phân bổ vào các quỹ khác nhau như quỹ dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp, quỹ hưu trí, bảo hiểm nhân thọ, quỹ để dành cho việc mua nhà hoặc mua xe, quỹ đầu tư sinh lời vào các thị trường như tiền ảo, chứng khoán hay bất động sản. Thứ hai, hãy luôn nhớ rằng bạn phải tự tăng lương cho chính mình. Khi đi làm, ai cũng muốn được tăng lương. Giờ đây, khi đã làm ông chủ trả lương cho chính mình, bạn cũng cần có tư duy tăng lương như vậy. Mức lương bạn trả cho bạn tại thời điểm một năm nữa chắc chắn nên cao hơn mức hiện tại. Với tư duy này, bạn sẽ luôn cố gắng gia tăng giá trị bản thân bằng việc phát triển kỹ năng và đa dạng hóa nguồn thu nhập. Từ đó, bạn mới có khả năng trả lương cao hơn cho chính mình vào một năm tới. Thứ ba, hãy bắt đầu từ những con số nhỏ. Nếu như bạn chưa từng tự trả lương cho chính mình, hãy thử nghiệm ngay khi nhận được khoản lương tháng này nhé. Điều quan trọng không phải là bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền ở hiện tại, mà quan trọng là bạn đã bắt đầu hành động và có ý thức rằng bạn đang Pay Yourself First và là ông chủ của chính bản thân. Ở FinPeace, chúng tôi luôn tin tưởng vào giá trị của những hành động nhỏ nhưng đều đặn và kiên định hàng tháng. Mong rằng video này đã mang đến cho bạn điều gì đó hữu ích. Nếu thấy hay, đừng quên ấn like, share và subscribe kênh YouTube của FinPeace để đón xem nhiều nội dung hơn trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại mọi người tại những video tiếp theo.